Rồi, ok, chào các bạn, mình là Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Thì mình đó lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn là mình để cái tiếng mình hơi lớn so với tiếng game, cho nên là hôm nay mình sẽ để cái tiếng game nó lớn hơn xíu, cho nên hy vọng là các bạn nghe sẽ vừa tai. Còn các bạn nghe chưa vừa tai thì nói mình biết nha. Thì nói chung là mình rất hoan nghênh cái bình luận của các bạn. Ngoài cái lượt view ra thì mình rất là vui khi có nhiều cái lời bình luận cho cái video của mình. Tại vì thật sự điều đó có nghĩa là chúng ta là các bạn rất quan tâm đến cái video của mình, chứ không phải là các bạn chỉ coi phớt qua rồi thôi. Thật ra cái thời gian xem trung bình của mình thì nó cũng không có cao lắm đâu, cho nên đó là mình thấy có bạn mà có nói chứng tỏ là có coi hết video như đó là mình rất là vui rồi. Ok, lá này là hơi bị kinh. Ok, lá này cũng được. I end my turn. Rồi, ok. Khoan. Dỡ lá lên trước coi phải trap hole không? No! Trap hole. Biết ngay. Rồi. You're going to activate a spell card? Rồi, mượn tạm con này xài đỡ. Biết ngay. Đè luôn. Rồi bắn thử con này là con gì. Bắn con này trước chứ lộn. Rồi bắn coi. À là con này. Ok ok, không sao. Bình thường. Coi lượt sao nó ra con gì. Ok, anh cũng ra được con summon. I offer a monster on my field as a tribute. I summon curse. À, ra con rồng nguyền rủa rồi, không đáng sợ, tại con mình mạnh hơn. Anh bắn chết được con này thôi. Rồi, nó không úp được trap xuống là dở rồi, mình có cơ ăn. Rồi, con chim ra trước. Từ từ mình phải ém lá hồi sinh nha các bạn, nếu có gì con này chết mình còn có cái mình hồi sinh. Chứ bây giờ mình hồi sinh để mình quăng con ninja ra luôn là mình dở đấy. Đánh với Yugi phải cẩn thận, ảnh rất hay chơi trap. Trap ở đây là chơi bẫy nha, chứ không phải chơi trap là chơi quá trang nha các bạn. Nhiều người nghe trap hay hiểu sai nghĩa rất thật lắm. À, rồi ok, anh đã dùng 3 kiếm rồi. Biết ngay là thấy ảnh thấy thua là ảnh dùng tới 3 cái kiếm mà. Rồi ra cái lá phá phép dùm phát ơi. Trap hole nó cũng được. Ây da. Vô tiếp coi anh chơi cái gì. I'll resurrect the monster's soul from the graveyard. Monster reborn. Chà, lợi hại dữ. I summon curse of dragon. À là qua thủ không dám đánh. Oh, no. I end my turn. Một lá trap hole nữa à, hay thế. I switch it to attack position. I switch it to defense position. Rồi ok, cho anh bắn một phát đi. Uống mất mát gì các bạn. Rồi thủ. Cái kiếm này khá là lợi hại chứ đùa đâu. I switch it to attack position. Rồi dở rồi ông anh. Not bad. Đâu có gì đâu mà khen em. Rồi mình mất con chim thì chịu rồi. I end my turn. Ây chà. Con này để dành đề phòng các bạn. Rồi đầu tiên này chia con rồng của ảnh trước. Not bad. Can't be. Rồi chơi. Ah! Ừ.
Ok rồi, có anh chơi cái con gì? Summon đi anh. Rồi khoan vậy nè. A tribute summon. Rồi, bắn thử con này con gì. Flip. Ôi trời đất ơi, em chưa biết ngày anh chơi mình mà. Đây. Flip. Trời, con phá bảy. Tiêu hết một lá trap hole của mình rồi, trời ơi. À, con này thì không sao. Rồi để coi anh ra bài gì. I end my turn. Trời giờ ra vậy chi. Rồi bắn. Flip. Trời. Your monster's attack triggered my effect. Trời, ảnh còn nhiều bài để chơi quá. Rồi mà không sao, ngon. Mình còn một lá trap hole này mình không sợ. There must be something I can do. What? Rồi, ok. Còn 900. À rồi, ok. Bắn anh đâu có dễ. I end my turn. Rồi xong. Rồi, khỏi cần đè summon, khỏi cần gì hết. Oh. Ủa thì ống đêm mà không gọi ra hơi phí. Rồi trong phụ tiêu ống đêm kết trận luôn. Bắn. Mình tính ra con này không lợi bằng Summon School. Chẳng qua nó được thêm cái thủ thôi mà cái đó không quan trọng lắm. Mình thí hai con mình hơi tiếc. Con này tính là thực dụng hơn. Trời ơi. Ráng đánh ra được cái lá bài tào lao quá. I'm proud of you. Your skills have greatly improved. I can see that you'll make an excellent duelist. Rồi, ok, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi tiếp dán nữa nào. Hy vọng anh cho mình lá bài mới. Dạo này hơi khó ra bài mới ghê vậy đó. It's time to duel. Rồi. Rồi, ok, mình thua. Lần này chắc anh không nhường nữa hả? Ai chà, anh Yugi tốt bụng ghê ta. Ồ, chưa gì có đắt hôn để mà mình tẩy rồi. Theo lá hồi sinh luôn. Rồi ok. Cho con rồng nằm đây trước. Mình đánh có phần hơi cẩn thận là chơi Yugi rất là sợ các bạn. Sợ anh bẫy mình á. I end my turn. Rồi để coi anh chơi cái gì nào. Trời. I have this card. I offer a monster on my field as a tribute. I summon Curse of Dragon. Rồi cũng thường. Chơi luôn đi. What? Dân chơi sợ gì mưa rơi đâu. Can't be. Biết vậy nãy úp con này xuống lời được 50 điểm. I end my turn. Úp con này xuống nhưng mà dùng lá hồi sinh gọi con rồng của anh ra. What? Bắn. Biết ngay á, mình dở hai con công lên là mình chết rồi. Ở bên đó mình sợ quýnh với anh, mình sợ bài 7 lắm. Rồi cho anh bắn cái mình quăng ảnh vô rồi mình tấn công thôi. Uổng lá hồi sinh thật nhưng mà chịu. Tại vì nó có cái tính rủi ro ở đây các bạn. Mình cũng không dám chắc lá đó có phải là Marufo hay không. Rồi. Pháp sư của địa ngục quá không? Rồi chơi. That was a good attack. Để xem coi chúng ta còn gì nữa nào. Vô vô vô.
Ồ, ảnh ra được con kiếm sĩ này là mình cũng mệt đấy, đùa đâu. I end my turn. Rồi khoan, quăng con này ra thủ trước đã, coi ảnh tiếp theo ảnh chơi con gì. Tôi để đánh ra nhiều nhiều rồi mình mới quăng con này ra, chứ không quăng con này ra sớm uổng lắm. I end my turn. Ây da, ảnh chưa quăng trap ra, mình quăng con này ra uổng để dành. Rồi để coi ảnh dùng cái gì nào. Ok, con này cũng được. Rồi chấp nhận mất 1.700 rồi các bạn. Quan trọng là cho nổ luôn về. Ba con mới bỏ chứ về uổng lắm, giờ bên mình không có con nào nè. Rồi chơi. Rồi, biết ngay là con thủ 2.000 mà. Rồi bắn trả lại một phát. Not bad. Công nhận cái con người hầu đầu lâu nó phế gì đâu luôn, không có effect nào, phải chỉ con nó có effect cái thì cũng tốt, chứ không thì nó là một lá bài hoàn toàn là không có giá trị gì hết. I end my turn. Rồi lại để bài xuống thủ thôi. Mà anh cầm bài trên tay này nhiều quá, mình lại sợ nó là gì thần sức mạnh đó chứ đùa đâu. Rồi con này ok, ảnh lỗ lại 600, coi như anh em mình quề ha. Not bad. I end my turn. Rồi con chim của mình ra trận bán, lấy được của ảnh tí máu. That was a good attack. Rồi thôi cho, coi như cho anh em anh xin tí huyết đi. Ok, giờ bắt được con này về một cái là mình thắng, là ra được đó thiên thần thôi là mình thắng. I activate my spell card. Gì đây? À, hữu hồn tưởng ra kia ghi. I will not allow. Ok, không phải ra kia ghi mà lá này cũng mệt. Swords of revealing light. Rồi ok, cũng kinh đấy ông anh. I end my turn. Rồi thủ vậy biết làm gì bây giờ. Trời, ê, anh cầm 6 lá trên tay là nguy hiểm lắm đó nha. Rồi, trap hole. Rồi, thủ tiếp vậy. Con này để làm chi. Rồi, ok. Xin nhẹ 600. That was a good attack. Ây da. I end my turn. À, một con ninja hay đấy. A tribute summon. Rồi thôi cũng được. Rồi lượt sau mình mới được đánh, mà giờ có con nào đánh được con này đâu. Thủ tiếp. Rồi xin nhẹ 300. I end my turn. Lá đắc cô này mình xài rồi. Trời, cái này xài làm cái gì? Con này quăng ra con mình lỗ nữa. Rồi, chơi. There must be something I can do. But what? Rồi, chơi. Flip. À là con này. Your monster's attack triggered my effect. Rồi cũng không sao, con Summon đó cũng không đáng tiếc lắm. Rồi ảnh Summon một cái thôi là mình thắng liền luôn. Now, I'll set a card. Trời, ảnh đúc bài xuống thôi chứ. À mà ảnh đúc bài xuống thì mình xài con này. Khoan, úp bài xuống chơi, ảnh chơi ăn kinh lắm. Rồi ra con Summon School, cái là mất con Summon School ngay. Rồi bắn đi ông anh. No.
Xin lỗi ông anh nha. Biết ngay rồi thấy không các bạn. Ẩu là chết với ảnh liền. Rồi thôi giờ không còn con thiên thần nó bắt nữa. Đè luôn. Rồi chơi phá thứ nhất. Phá thủy thủ. Rồng đúng không? Rồng giữ pháo đài nè đúng không? Rồi bắn. Rồi mà lượt sánh ta như thật chia tay giờ xung mạnh cũng thua à. Hy vọng là anh không chơi ăn gian. Kiểu đó còn không thì thôi, dáng này coi như là thế thua của mình nó rõ ngay từ đầu rồi, mình chịu thua vậy. Chứ anh ra giờ sức mạnh thì ai mà chơi cho lại. Now, I'll set a card. Rồi ok. Mạnh xài Marocor chưa ta? Nghi lá đó là Marocor lắm. À đã dùng rồi, dùng rồi. Ok. Rồi dùng con này bắn nhẹ nhẹ thôi. Rồi ok, chúng ta thắng rồi các bạn. Rồi no, hy vọng anh cho mình một lá bài mới. Ờ vâng, một lá bài mới thật nhưng mà nó khá là tào lao. Một con quái hệ tiên 600-900. Rồi nhìn chung đây là một con tiên khá là dễ thương. Petit Angel, thì nói chung là một cái thiên thần gì đó. Con thiên thần này không biết là thiên thần gì luôn. Rồi ok. Rồi mới 16 phút mấy rồi, mình ra mình quýnh tiếp với Marik ha. Để coi đâu mất tiêu rồi. Rồi vô làm, vô solo với Marik nè các bạn. Hôm qua đánh với K3 rồi, bữa nay đánh với Marik đi. Rồi ok, các bạn đợi xíu nha. Marik thì bây giờ thôi mình quýnh bộ gốc của Marik thôi, chứ bây giờ mình quýnh với cái bộ full thì nó lại không hay lắm. Bài bên Marik thì mình đang giữ như thế này. Mình không dùng lá sân, mấy cái lá này tráp thì mình để tương đối nhiều nhiều xíu rồi. Nhưng bài mình đang để như vậy ok, nói chung là vừa có thủ vừa có công, nói chung là đầy đủ. Hoặc là thôi đánh với Marik thì thôi mình sẽ không giật bài nữa nha các bạn. Chơi một chiêu về hoài cũng kỳ. Chỉ giữ lại một lá này để có gì mình lấy bài cho lẹ thôi. Chứ chơi đánh đâu bộ nào mình cũng xài cái lá giật bài nhiều bạn kinh, nhưng mà nhiều bạn nói là không có sáng tạo. Thì đây nhưng mà mình sẽ giữ lại ba lá này mình giật cho nó phê, giật bài xíu chứ không cứ chơi kiểu hoài cũng không vui. Mình giữ lá này coi nó ngon lành sao, cành đào sao, nhưng mà nếu mà dùng lá đó thì phải lấy con nào để mình effect nhiều nhiều ra tốt, thì tất nhiên là phải lấy quà con quái của mình rồi, con quái ngạn mình đâu. Rồi mình sẽ lấy cái con này đi, mình trừ điểm của ảnh đây, có gì mình mới có con để đè, chứ không ra mấy con này nó khó đè lắm. Giữ lại hai cái bình các bạn ha. Rồi ok, vô. À, khoan, ba cái bình luôn đi, mỗi cái bình mình lấy một cái cho nó vui các bạn. Ba cái bình luôn em, giờ sao game nó cho chúng ta ba cái bình mà xài hai cái thì cũng kỳ lắm. Con này giờ nó thì à con cung bo nè. Còn đây con này cũng nãy mới lấy được nè, nó hiện bên này rồi. Đây cái bình đâu rồi? À đây. Rồi ok. Ba cái bình bình ra số 1, bình ra cyber với lại bình một cái bình nữa rồi. Đây, Morphin. Ok, chúng ta đủ ba cái bình rồi mình. Ủa mà khoan đã, mình nhớ bên cái gì ta? Chắc ước là nó hình như 4 bình mới đủ, ta hình như ngoài 3 cái bình. Bạn nào có hiểu biết gì cái vụ sắc ướp xác này nói cho mình biết, thường thì người ta dùng bao nhiêu cái bình để đựng hơi tạng nha. À, ok mình thua, Marik thì chắc không nhường rồi. Trời ơi, ra bài như vậy có chết tôi không? Rồi, thì thôi mình cũng chỉ úp một lá thôi. Rồi, đề phòng lượt sau ảnh chơi mình. Ôi, cái bình, vừa vô đã bị chơi cái bình rồi. Rồi, hôm sau cũng không tiếc, có một con thì không sao. Rồi, 1900 thì ra trận. Rồi sức mạnh đoàn kết thì lên đây. Con này
lên lô không sợ. À, con này cầm tay, con này ok luôn. Rồi chưa gì đụng sâu rồi thì khách chơi con sâu với mình. Ô thật ra đắt thôi, hồi sinh con quái tào lao. Rồi ok bắn. Rồi chấp nhận cho anh kéo 5 lá vậy biết sao giờ. Rồi ok thôi kéo bài em lẹ đi ông anh. Thì ra cái đó effect của lá đó là vậy à, hay đấy. Rồi thôi khoan đừng úp nhiều quá các bạn nguy hiểm. Gì đây? À cũng không sao, mình lại lấy lá khác ra. Rồi để coi coi mình lấy con gì giờ. Rồi ok lấy con này luôn, dụ nó bắn để nó bị nó bị quăng vô đúng không? Rồi ok. Rồi ok. Tiếp tục nào. Lật lên. Chơi. Take this. Ồ, đắt hơn, à mà cũng không sao. Rồi, hồi sinh luôn đi. Chả sao. Rồi, bắn đi, mất lá. Rồi, mất lá đó là ngon rồi, dở lên. 1009. Rồi ok hai. Rồi quăng con này ra. À, rồi tung xu thử coi thành hay bại. Nữa hả? Chà, kinh đấy. Bây giờ tung này có ý nghĩa gì? Rồi ok, anh có lá này lợi hại chứ đùa đâu. Con ma này ám mình kinh phết. Chơi. Chơi. 1009. Rồi không sao, mình mới mất máu à. Ok. À anh cũng có ý định giật bài giống mình à. Ở thế thì em lại không đánh, làm gì em. Em úp lá này xuống thôi nè. Làm gì em. Rồi ok. À à là à, không lấy được lá ma phép nào của mình hết. Rồi con này cho anh lấy lại nó đáp thôi. Rồi bắn phát. Giật được lá đó là ngon rồi. Ok. Rồi anh cũng có bình giống mình. Rồi cầm lá này lên. À quên quên, lá này thì nó không cho cầm. Rồi để mất bài phê luôn. Rồi ok xong. Cái gì đây? À thằng ra. Rồi ok. Cũng kinh phết đấy. À hay. Rồi nếu đã thế thì mình lại dùng tới cái bình thôi. Bình ơi, về với mình.
khoan. Úp một lá này xuống trước đi. Rồi cho thằng ra ba vô lại. Giá này quýnh hấp dẫn quá. Không được bài mới thì mình cũng cảm thấy rất vui khi đánh cái dáng này. Một lá nữa, no. Rồi lá này thì chả sao. Rồi con này cũng thượng. Sống thần, ok. Rồi con này. Rồi ok. Rồi quăng con này ra vũ khí ảnh bắn mình thôi, không thèm đánh. Úp con này xuống luôn. Ây da, no, bình tĩnh anh em. Không được manh động. À cái này, ok, cũng lợi hại đấy. Lỗ hai lá này, tại mình không nghĩ anh có lá này, thôi kìa cũng sao. Kiểu gì anh kiểu anh cũng hết bài trước mình à. Ra cái ghi. Mình lại không có lá bài nào ở đây để phản. Rồi cho anh dở lên hết luôn cũng được không sao. Rồi chả mất nhiều máu bây giờ thuộc bài của ảnh. 700 mình giật được lá bài lời, 1000 cũng còn lời. No. Rồi ok, anh muốn úp bao nhiêu lá xuống cũng được. Em chuẩn bị quét đây ạ. Chơi. À. Rồi ok. Quăng lá này ra. Phá lá này. No. Aha. Quăng ra. Úp vô. Nhập vô. Quên mất của mình vậy mình lỗ. Rồi cho giật hai lá vậy. Ôi trời. Cái lá này hay quá các bạn. Are you trying to make me angry? Rồi ok. Rồi lại mất. Ok, ảnh giật bài, giá này ảnh giật bài mình kinh phết. Chả sao, giờ bài mình cả đống, ảnh chỉ có ảnh hết bài thôi. Rồi ok, ảnh sẽ lấy của mình ba là ảnh cho mình ba lá bài. Chỉ cái lá nào phép ảnh mới được lấy. Rồi xong, ok. À ok, gọi thằng ra ra hả? Kinh đấy. Rồi không sao, cũng không đau nhiều. Rồi ok. Aha. Rồi bán. Cho lấy hai lá luôn chả sao. Rồi xong. Lật lá lên bắt thằng ra về cũng còn được mà không muốn thôi. Thằng ra cứ để cho ảnh xài, mình xài. Mình chưa muốn đập thằng ra của ảnh thôi, chứ dùng cái lá này là cho thằng ra của ảnh thành thằng vô luôn cũng còn được mà. Rồi ok, anh lại giành đi trước nữa. Thì thôi cứ thích giành đi trước thì cho anh đi trước luôn, em chả cần giành. Thì ra con này chức năng nó hay như vậy, nó chuyên chống giật bài các bạn. Một phát rồi tất cả hồi mà hồi về luôn. Chà, không ngờ hay như vậy.
chiến binh này quá lợi hại các bạn, không thể lời nào, không có lời nào chê được luôn á. Rồi ok, thanh niên ra trận. Rồi anh mất thêm 300 nữa, tự mình hại mình. Phá luôn, mình chả ưa lá này các bạn. Cái gì đây? À ra chi ghi cũng thường. Ôi, anh thủ mà có gì đâu kinh. Rồi từ từ cho cái bình này ra trước. Để coi lá này lá gì. Thủ tiếp. Rồi ok. Đấu với người chơi thì sợ mình bị gài, chứ mà đấu với máy thì ai nó chả biết mình gài con này đâu. Cho nó ra nhiều nhiều mình nổ một về cho nó phê các bạn. À rồi cho anh rút luôn á, chả sao. Rồi cho anh lấy con này thôi. Ok hai con cũng được, chả sao, mình cũng không có định giật bại của anh nhiều. Rồi cho anh thu lại lá tráp. Rồi bắn đi ông anh. Một lá, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá, rồi xong ảnh luôn. Một lá. Ở con này, à con này úp xuống đi, anh có bắn được mình đâu. Con này thì dở lên. Trời, hên thế. Dở lên luôn, sợ gì. Rồi úp xuống. Lật lên chơi, sợ gì anh. Chơi. Này thì dùng phép với em à. Úp bài xuống kinh đấy. Biết anh dở cái lá mộ của anh lên rồi, có cái gì đâu mà phải dọa người. Cái gì đây? À lá này. Rồi anh thí bài anh chơi mình. Cho anh thí chả sao. Thôi trời, phá con này dở rồi anh ơi. Rồi ok, anh phá con đó đúng không? Mà em bắn luôn hơi nè. Rồi con này sống dậy luôn. Chả sao. Rồi chả con nào thủ mạnh tới mức đó. Bắn luôn. À là con này. Cái con chuyên dùng để hồi sinh. Rồi anh hồi sinh con nào. Rồi 300. Ok. Rồi con đó thì giờ làm gì nhau nữa giờ. Ba trăm, tự mình hại mình rồi ông anh ơi. Ây da, 2400. 1900. Rồi thôi, số phận của anh, ông anh ăn bài luôn rồi. Còn lượt nữa để coi ông anh phản công bằng cách nào. Rồi còn 700 cho ông anh phá một con đó, chả sao. Em xài cái con tăng con quỷ mà nổ 500 thì cũng thắng nữa. Rồi cho anh lấy hai lá luôn. 300. Ra bài gì ra lẹ. Lại gọi con này. À, ok, làm gì nhau. Rồi hồi tự hồi chữ tự trừ hết điểm mình luôn đi. À, rồi, ok không sao. Rồi xong mình thắng luôn các bạn. Rồi khỏi đánh thì cũng thắng rồi. Anh Maric tự bóp. 1500 với mình không đáng gì. Pha này là tự bóp nè các bạn. Bởi mình nói cái lá này nó hại kinh lắm mà các bạn đừng có xài cái lá này. Xài cái lá này đôi khi nó bóp ngược phe mình đấy.
Nhiều người bạn cứ kêu mình chơi lá này mình cũng không biết tại sao luôn nữa. Ồ, cuối cùng cũng có một lá mới. Con này là cái gì đây? Một con quỷ. À, con này chuyên thủ, thủ 1900 là trời không, thủ 2000 giùm cái luôn đi. Thủ bớt lại 100 điểm chi không biết nữa mà thôi, mà kệ, nó nhìn chung cũng ngon. Ê, cái effect của con này là sao mình đọc mình không hiểu, các bạn chỉ giùm mình xíu nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình là La Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.